Và cảm ơn quý vị. Chúng tôi xin tiếp tục. Thưa quý vị, Việt Nam, Cộng sản Việt Nam đang chuyển sang các nhà cung cấp từ châu Âu, Đông Á, Ấn Độ, Do Thái và Hoa Kỳ. Nghĩa là bớt Nga. Vì Nga, bớt việc Hà Nội, bớt mua vũ khí của Nga. Vì Nga, trong cái chiến tranh Ukraine, sử dụng vũ khí gần cạn kho rồi. Thành ra Hà Nội sợ khi mình cần mình hú sử cái gì rồi ảnh không có, ảnh bán nữa. Thành ra phải mở kiếm những mối hàng khác, những khách hàng khác mà trong đó ghi nhận được là thí dụ như Ấn Độ, Do Thái, Hoa Kỳ, Đông Á và châu Âu. Theo lời của các nhà ngoại giao, quan chức phân tích, Việt Nam cũng đang thúc đẩy ngành công nghiệp quân sự trong nước với sự hỗ trợ từ Do Thái và các đối tác khác, đồng thời hy vọng sẽ có thể xuất cản vũ khí, dẫn theo lời của các nhà phân tích ở Việt Nam và quan chức của Việt Nam Cộng sản. Theo Bộ Quốc phòng Việt Nam Cộng sản, Việt Nam có thể tổ chức hội chợ thương mại vũ khí quốc tế quy mô lớn đầu tiên với 170 công ty từ 30 quốc gia đã ghi danh tham dự như đã thấy ở trên. Danh sách bao gồm các công ty phương Tây, tức là Tây phương đó thưa quý vị, như nhà thầu quốc tế Lockheed Martin của Hoa Kỳ. Anh này thì anh sản xuất vũ khí thứ rất là lợi hại, vũ khí chiến lược chứ không phải vừa. Nestor của Pháp, các nhóm quốc phòng từ Do Thái, Ấn Độ, Nhật Bản và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đó. Những người tham dự toàn là những cái mối hàng, những cái nước mà có sản xuất và có. Chúng ta thấy nói sao mà anh Do Thái nhỏ xíu như vậy mà lại thừa dữ quý vị. Lâu nay rồi Hà Nội đã mua vũ khí của Do Thái rất là nhiều. Thứ nhất là về quả tiễn. Bởi vì muốn hay không muốn, hồi trước chưa mua vũ khí của Hoa Kỳ được thì mua của Do Thái. Tại sao? Vì vũ khí của Hoa Kỳ đó, Do Thái đã mua, đã sử dụng và có hợp đồng là có thể sản xuất giống giống để xài hoặc là để bán. Nên mua của Do Thái cũng như là mua của Hoa Kỳ lúc chưa có được ông Tổng thống Obama ký lệnh, nghĩa là cho phép Hà Nội được mua vũ khí sát thương, chứ hồi đó chưa được. Nhưng mà Tổng thống Obama là cái người đã cho phép Hà Nội mua vũ khí của Hoa Kỳ mà có tính cách sát thương, tức là vũ khí chiến tranh đó. Sự kiện kéo dài 3 ngày tại Hà Nội, tức là cái cuộc triển lãm quốc tế vũ khí ở tại Hà Nội sẽ giúp cho Việt Nam đa dạng hóa các kênh mua sắm và các nguồn công nghệ để sản xuất thiết bị quân sự cho quân đội đất nước của Cộng sản. Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết trong một tuyên bố vào tháng 11, bây giờ nhân cái cơ hội này thì Hà Nội, tức Cộng sản Việt Nam cũng tích cực chào hàng, tức là cũng có bán, đưa ra quảng cáo một số vũ khí sắp sửa bán. Cái tin này thưa quý vị có thể ít khi được tiết lộ. Hồi đó tới giờ nghe nói Hà Nội thì mua vũ khí thôi, chứ ít khi mà nghe nói bán vũ khí. Nhưng mà đây là một cái tin thưa quý vị có thể nói là lạ của Pháp họ tìm hiểu ra. Việt Nam tích cực chào hàng. Ngành công nghiệp quốc phòng của Việt Nam đang sản xuất các phương tiện vũ trang và vũ khí hạng nhẹ, chẳng hạn như quả tiễn chống tăng, súng phóng lựu và súng máy. Chắc mấy cái này thì cũng một số nước cần chứ không phải không đâu.
mà Việt Nam đương sản xuất, mà chắc chắn khi mới ra đời, mới làm ra thì bán giá thế nào cũng rẻ hơn do những cái quả tiễn như của Hoa Kỳ, thứ hội loại thượng thặng, thứ hai Mars hay là Javelin, mà hay đến đổi mà Ukraine được Mỹ viện trợ hai cái loại quả tiễn này, thưa với quý vị, có thể bắn 30-40 km mà sai biệt mục tiêu, thưa chỉ chừng đôi 3 cm mà thôi. Chắc chắn là Việt Nam chưa sản xuất được những cái loại đó, nhưng mà Việt Nam sản xuất những cái loại có thể nói là dễ xài, bình thường, cái có thể phá xe tăng, chống lại xe tăng đó. Như tin tức mà Việt Nam đã tiết lộ, Bộ Quốc phòng Việt Nam không đã, Việt Nam cũng đã bắt đầu phát triển các hệ thống công nghệ cao hơn, bao gồm máy bay không người lái. Chúng ta chưa thấy là Việt Nam bán ra, nhưng mà nghe nói ở đây thì là đã sản xuất được máy bay không người lái mà có vũ khí nữa, sản xuất được radar và quả tiễn chống hạm, thường là hợp tác với các công ty nước ngoại quốc. Bộ Quốc phòng Việt Nam không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters mà đề nghị chuyển các câu hỏi đó qua cho Bộ Ngoại giao trả lời. Bởi vì cái liên lạc ngoại giao đối với một cái đất nước chính yếu là do, chủ yếu là do Bộ Ngoại giao, nên Bộ Quốc phòng không có trả lời câu hỏi của Reuters mà giao để chuyển cho Bộ Ngoại giao trả lời. Đó là làm đúng theo cái phương pháp, cái có thể nói là cái truyền thống ngoại giao. Chứ Bộ Ngoại giao không có trả lời này, có thể nhiều khi trả lời nó không có chuyên môn thì bất lợi cho cái đất nước. Tuần trước, Bộ Quốc phòng của Việt Nam Cộng sản trên tờ báo chính thức của mình cho biết công ty quân sự Z-111 thuộc sở hữu nhà nước sẽ trưng bày súng ngắn, súng máy, súng trường tấn công và súng bắn tỉa tại hội chợ vũ khí với mục đích xuất cảng chúng. Nghĩa là trong cái xuất cảng này thì Bộ Quốc phòng của Việt Nam Cộng sản, mà trong đó cái công ty của sản xuất là Z-111 thì cũng đưa ra trình bày và sẵn sàng bán súng ngắn, súng máy, súng trường tấn công và súng bắn tỉa, tức là bắn xẻ đó, thưa quý vị, đại hội chợ vũ khí này với mục đích xuất cảng chúng. Hàng chục công ty quốc phòng Việt Nam gồm có Viettel do quân đội kiểm soát cũng sẽ trưng bày sản phẩm của họ. Chính phủ và các công ty quân sự không công bố dữ liệu và doanh số bán hàng, coi như bí mật, bán bao nhiêu không có cho biết. Nhà nghiên cứu của quốc tế là Spiri cho biết khả năng sản xuất vũ khí của Việt Nam được biết đến là rất hạn chế. Cái tổ chức này của quốc tế theo dõi thì nói như vậy, chỉ có máy bay không người lái trinh sát loại nhỏ được ra mắt trong thập niên qua. Mà dù nước này có tăng cường khả năng lắp ráp radar, tên lửa, quả tiễn và tàu do đối tác nước ngoài thiết kế, tức là một mình Việt Nam không làm nổi một cái quả tiễn, một mình Việt Nam không thể làm lắp ráp được làm ra một cái radar, có thể nó radar thứ loại cao cấp đó, thưa quý vị, chứ không phải radar thường đó. Thì theo nhận định của ông Simon Wiseman của tổ chức theo dõi vũ khí quốc tế là SIBRI cho biết. Nhưng tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một chuyên gia về mua sắm quân sự, là khách hàng mới cấp cao của có trụ sở tại Singapore, cho biết bên mua vũ khí nhỏ có thể là Lào, quốc gia láng giềng của Việt Nam, và các nước châu Phi nơi Việt Nam có thể đưa ra mức giá cạnh tranh.
Nghĩa là mấy cái nước nhỏ mua, chứ những cái nước lớn, thí dụ như Ấn Độ rồi không có mua. Bởi vì những cái vũ khí đó người ta làm hoàn toàn được. Nhưng mà một cái điều có thể đi đến tạm sơ kết như thế này. Lần đầu tiên Cộng sản Việt Nam tổ chức một cái triển lãm quốc phòng quân sự quốc tế ở tại Hà Nội, thủ đô của Việt Nam Cộng sản, và nhiều nước tham dự, trong đó Mỹ đóng cái vai trò khá quan trọng. Và cái mà phải theo dõi là quân đội Việt Nam cũng như Cộng sản Việt Nam bớt sử dụng cái vũ khí của Nga, tỏ ra hơi xa cách Nga. Và đây cũng là một điều, dù chưa sản xuất được những vũ khí tiên tiến tinh vi, nhưng mà Việt Nam cũng sản xuất được những vũ khí khí có thể là để chiến tranh bình thường, thí dụ như quả tiễn cầm tay, hay là súng bắn xẻ, hay là súng trường. Đó là cái điều chúng ta thấy, đó là những cái gì mà cái bản phân tích này muốn trình bày cùng quý vị. Đó là những cái ý chánh mà anh em chúng tôi trình cùng quý vị để rộng đường dư luận. Xin thành thật cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong những kỳ phân tích khác. Xin cảm ơn.